Mặt trận Kursk nóng bỏng hơn bao giờ hết Ukraine tìm đủ mọi cách giữ vững thế trận Nguy cơ lộ nhiều bí mật quân sự Nga vội vã rút lữ đoàn từ châu Phi về Kursk Trong khi đó, Hà Lan bất ngờ đưa ra gợi ý cho Ukraine Sử dụng F-16 để tấn công lãnh thổ Nga Liên tục những diễn biến mới xuất hiện cho thấy Ukraine không hề đơn độc trong cuộc xung đột chống lại Nga Nhật Bản nổi lên là một đối tác mạnh mẽ hỗ trợ cho Kiev. Trong bối cảnh đó, trên chính trường thế giới, EU đang từng bước tiến tới một bước ngoặt lịch sử. Còn tại Trung Đông, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiến hành một chiến dịch chống khủng bố lớn tại các khu vực ở phía Bắc bờ Tây cùng với lời tuyên bố sắc lạnh đến những kẻ khủng bố có vũ trang tại khu vực này. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Lực lượng có tên Lữ đoàn Gấu, thuộc một công ty quân sự tư nhân của Nga, đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga rút khỏi Burkina Faso để triển khai về tỉnh Kursk nhằm đối phó với chiến dịch của Ukraina. Thông tin này được tờ báo Pháp Le Monde cho biết. Theo Le Monde, đơn vị gồm 100 người được gọi là Lữ đoàn Gấu đã đến quốc gia Tây Phi Burkina Faso vào tháng 5 để hỗ trợ chính quyền của đại úy Ibrahim Traore, người lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự vào tháng 9 năm 2022. Tờ Le Monde cho biết, ước tính có khoảng 300 binh sĩ Nga được triển khai tại Burkina Faso. Tờ báo này cũng đã liên lạc với chỉ huy lữ đoàn gấu, ông Viktor Yermolayev, hai tuần sau khi Ukraine phát động cuộc tấn công vào Kursk. Ông Yermolayev nói rằng, khi đối phương đến lãnh thổ Nga, tất cả binh sĩ Nga hãy quên đi những vấn đề nội bộ và đoàn kết chống lại kẻ xâm nhập. Trước đó, kênh Telegram của Lữ đoàn Gấu cũng đã đăng tải thông tin cho biết rằng đơn vị này đang quay trở lại căn cứ của mình ở Crimea liên quan đến các sự kiện gần đây. Ông Yermolayev cũng nói với Lâm Mông rằng đơn vị của ông không có mối liên hệ nào với Bộ Quốc phòng Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đã cho biết lính tư nhân nước ngoài đang tích cực tham gia cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk. Đại sứ quán Nga tại Argentina cũng tiết lộ rằng Kiev đang tuyển lính tư nhân từ Argentina để tham gia vào các hoạt động quân sự bên phía lực lượng vũ trang Ukraine. Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga công bố báo cáo cho thấy ít nhất hàng chục nghìn lính tư nhân nước ngoài đã đến Ukraine và chiến đấu cùng quân đội Kiev. Phía Nga nhiều lần cảnh báo coi các cố vấn quân sự, lính tư nhân và vũ khí nước ngoài vào Ukraine là mục tiêu tấn công hợp pháp. Nga cũng cáo buộc phương Tây can thiệp trực tiếp vào xung đột ở Ukraine khi liên tục viện trợ cho Ukraine. Ngoài ra, còn một vấn đề khá nghiêm trọng khác. Phó Đô đốc Frank Whitworth, Giám đốc Cơ quan Tình báo Địa không gian quốc gia Mỹ, gần đây đã thừa nhận Ukraine đã có quyền truy cập vào hàng loạt hình ảnh vệ tinh thương mại để lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga. Tuyên bố của ông Edward được đưa ra sau khi tờ New York Times hồi tuần trước cho hay Mỹ và Anh đã cung cấp cho Ukraine hình ảnh vệ tinh và các thông tin khác về vùng Kursk. Sau đó, Kiev đã điều động hàng nghìn binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng đột kích vào vùng biên giới của Nga. Theo New York Times, thông tin tình báo không chỉ giúp Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, mà còn cho phép các chỉ huy Ukraine theo dõi tốt hơn lực lượng tiếp viện của Nga nhằm ngăn bị tấn công hoặc cắt đứt tuyến đường rút về Ukraine. Ông Whitworth cho rằng các nguồn tin của New York Times đã đề cập đến hình ảnh vệ tinh thương mại mà Mỹ cho phép Ukraine truy cập suốt nhiều năm thông qua Global Enhanced Geoint Delivery GEGD, một cổng thông tin do công ty vũ trụ NASA vận hành. Với những diễn biến trên, Phó Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA David Cohen đã nhận định rằng lực lượng Nga sẽ phải đối mặt với một cuộc xung đột khó khăn ở Kursk. Ngay sau khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi những người nước ngoài đến Ukraine tham chiến vì hòa bình và dân chủ. Sau đó, Quân đoàn Quốc tế bảo vệ lãnh thổ Ukraine ILDU ra đời. Nhiều người đã đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky. Chẳng hạn như bên ngoài Đại sứ quán Ukraine ở Anh hàng dài người đã xếp hàng để đăng ký tham gia ildu ildu đã kết nạp những tân binh này một số có kinh nghiệm quân sự một số thì không quân đoàn này đã triển khai lực lượng trên khắp tiền tuyến trong một số trận chiến ác liệt nhất của cuộc xung đột nơi nhiều thành viên của họ thiệt mạng theo business insider những người tham gia quân đoàn quốc tế ở ukraine gồm một nhóm hỗn hợp gồm các cựu chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu những người tìm kiếm sự nổi tiếng và những người đang tìm cách thể hiện bản thân nhưng hoàn toàn không phù hợp với vai trò quân sự trong vùng chiến sự. Một số người thậm chí không chịu đựng được sau vài tuần tham gia. Ukraine ban đầu cho biết 20.000 tình nguyện viên nước ngoài đã đăng ký tham gia chiến đấu. Ông Alexander Sahuri, người phát ngôn quân đoàn quốc tế trên cho biết những người tham gia đến từ hơn 100 nước. Trao đổi với hãng tin RIA Novosti mới đây, ông Rodion Mirosnik, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết quân đội Nga được giao nhiệm vụ thu thập thông tin chi tiết về lính tư nhân ở Ukraine. Ông nói, tính đến thời điểm hiện tại, hơn 4.000 lính tư nhân đã được xác định cùng với tất cả dữ liệu cần thiết. Trong một số trường hợp, các cuộc điều tra trước khi xét xử đã được hoàn tất. Kiev tuyên bố người nước ngoài tham gia chiến đấu đều tình nguyện gia nhập hàng ngũ Ukraine vì cùng chung ý thức hệ. Trong khi đó, Nga coi lực lượng này là những tay súng tư nhân và cáo buộc các quốc gia phương Tây tạo điều kiện cho Ukraine tuyển dụng cựu binh của họ. Ông Mirosnik nhấn mạnh rằng những lính tư nhân chạy trốn khỏi Ukraine đến các quốc gia khác vẫn phải chịu trách nhiệm về những hành động chống lại Nga khi được Kiev trả lương. Ở diễn biến đáng chú ý, tờ Bill dẫn một số nguồn tin giấu tên cho hay tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Alexander Papliuk đã bí mật gặp gỡ các chỉ huy lực lượng lục quân từ 35 quốc gia, chủ yếu là châu Âu, tại Đức. Theo tờ báo, cuộc họp kín đã diễn ra tại thành phố Dresden từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8. Trong bối cảnh các biện pháp an ninh được tăng cường, sự kiện được tổ chức theo lời mời của Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Đức, Trung tướng Alphonse Miles, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi Daryl Williams cùng đại diện Mỹ tham dự sự kiện này. Theo nguồn tin giấu tên, giới chức tham dự sự kiện được yêu cầu không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cuộc họp trên mạng xã hội để không trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công gián điệp. Sự kiện này trưng bày các mẫu thiết bị quân sự mới nhất của Đức, chẳng hạn hệ thống phòng không Sky Ranger có bánh xích trị giá 18 triệu euro, có thể bắn hạ thiết bị bay không người lái từ khoảng cách 3 km. Một vũ khí khác được trưng bày tại sự kiện là lựu pháo RCH-155 không người lái, có bánh xích trị giá 10 triệu euro, có thể tấn công mục tiêu khi đang di chuyển. Ukraine dự kiến nhận được 54 khẩu lựu pháo này vào năm 2025. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga gia tăng căng thẳng sau khi Kiev bất ngờ tiến hành chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk. Trong khi đó, Moscow đang triển khai quân để đối phó với lực lượng Kiev cả ở mặt trận biên giới Kursk và các khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Hiện chiến đấu cơ F-16 là vũ khí tinh vi nhất mà Liên minh do Mỹ dẫn đầu cung cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trước đó, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã phản đối việc cung cấp loại máy bay này vì lo ngại các phương tiện này sẽ bị phía Nga coi là hành động làm gia tăng căng thẳng. Tuy nhiên đến năm ngoái, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đồng ý cung cấp cho Ukraine máy bay F-16 sau lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky. F-16 có khả năng bảo vệ không phận Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga, bắn hạ thiết bị bay không người lái và tên lửa, cũng như hỗ trợ cho lực lượng trên bộ. Những chiếc F-16 đầu tiên đã được chuyển giao cho Ukraine vào đầu tháng 8, các phi công Ukraine cũng đã được đào tạo trong nhiều tháng để học cách điều khiển. Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố rằng Mỹ sẽ cùng Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu liên minh các nước đào tạo phi công Ukraine. Chương trình đào tạo sẽ phù hợp với kiến thức và kỹ năng cơ bản của mỗi phi công và dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Theo truyền thông Mỹ, các phi công Ukraine sẽ học những điều cơ bản về vận hành tiêm kích F-16 trong lớp học và máy mô phỏng trước khi thực sự luyện tập với máy bay. Mặc dù đây là quy trình tiêu chuẩn cho bất kỳ khóa đào tạo phi công nào, nhưng các buổi đào tạo dành cho phi công Ukraine có thể được đẩy nhanh để họ có thể quay trở lại chiến trường sớm nhất có thể. 7 tháng sau đó, người phát ngôn lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ ở Arizona, ông Erin Hannigan nói rằng nhóm phi công đầu tiên của Ukraine đã vượt qua khóa huấn luyện F-16 tại Mỹ. Ông Hannigan không tiết lộ số lượng sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên hoặc ngày tốt nghiệp chính xác vì lý do hết sức thận trọng cho sự an toàn của các phi công. Politico dẫn nguồn tin giấu tên cho biết rằng sau khi kết thúc khóa học ở Mỹ, các phi công sẽ chuyển đến châu Âu để được đào tạo thêm. Thiếu tá Hannigan của không quân Mỹ nói rằng cơ sở đào tạo phi công sử dụng máy bay chiến đấu ở Arizona chỉ còn một ít chỗ trống do nhiều quốc gia khác đã đặt chỗ. Tờ Le Monde của Pháp khi đó đưa tin rằng lực lượng không quân và vũ trụ Pháp đã cam kết đào tạo 26 phi công Ukraine ở phía tây nam nước Pháp và chương trình huấn luyện kéo dài 6 tháng. Theo Le đây là một nỗ lực đáng kể vì không quân Pháp thường cấp chứng chỉ cho khoảng 30 phi công mỗi năm sau 4 đến 5 năm đào tạo. Các phi công này trước đó đã được đào tạo tại Anh. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tại Pháp, các phi công được cho là sẽ đến Romania để tham gia giai đoạn đào tạo thứ ba và cũng là giai đoạn cuối cùng. Trong nhiều tháng ở Anh, mỗi phi công trải qua khoảng 70 giờ điều khiển máy bay Group 115, một loại máy bay hàng không có tốc độ tối đa khoảng 220 km h Đại tá Jan Malac, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của lực lượng không quân và vũ trụ Pháp, nói với tờ Euronews rằng địa điểm chính xác của khóa đào tạo và danh tính của những người hướng dẫn được giữ bí mật vì chúng tôi có những cảnh báo rất thực tế và rõ ràng về những người đang cố gắng thu thập thông tin tình báo hoặc có hành động mạnh mẽ chống lại khóa đào tạo này. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NOS mới đây, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hà Lan, tướng Ono Echensem cho biết, chúng tôi không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng và tầm hoạt động của F-16. Ukraine có thể sử dụng các nguồn lực mà chúng tôi cung cấp theo ý muốn. Theo vị tướng này, trọng tâm hiện nay là Ukraine nên khai thác một cách có hiệu quả đối với phần lãnh thổ đang kiểm soát ở Kursk. Đây có thể làm con át chủ bài trong các cuộc đàm phán tương lai với Moscow. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekenmans nhấn mạnh thêm, miễn là Kiev tuân thủ các quy tắc của Hiến trương Liên Hợp Quốc và luật nhân đạo quốc tế. Theo ông, Kiev có thể sử dụng máy bay F-16 để tấn công các sân bay quân sự, nơi máy bay chiến đấu của Nga cất cánh. Ngoài ra, Ukraine hoàn toàn có thể đánh chặn tên lửa Nga bằng F-16 Hà Lan là một trong số các quốc gia đầu tiên tham gia vào liên minh cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Trước đó, chính phủ nước này đã cung cấp máy bay F-16 cho một cơ sở huấn luyện ở Rumani, nơi phi công và nhân viên mặt đất Ukraine được huấn luyện và bảo dưỡng máy bay chiến đấu. Trước đó, Ukraine cũng đã kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) gây sức ép buộc Mỹ cho phép Kyiv sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, Ukraine cần sự hỗ trợ từ các thành viên EU nhằm dỡ bỏ các hạn chế về việc tấn công tầm xa vào tất cả các mục tiêu quân sự hợp pháp ở Nga, đồng thời nói thêm rằng nếu những người ủng hộ Ukraine từ chối nhượng bộ về vấn đề này thì Kiev có thể sẽ cầm chắc thất bại. Lời kêu gọi của ông Kuleba được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành cuộc tấn công trên không lần thứ ba vào Ukraine chỉ trong vòng 4 ngày kể từ 26 tháng 8 80 máy bay không người lái UAV và tên lửa đã được sử dụng trong đợt tấn công lần này. Truyền thông nhận định đây là đợt tấn công lớn nhất của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Ngay lập tức, Ngoại trưởng Anh David Lamy cũng đã lên án cuộc tấn công này. Tổng thống Joe Biden cũng có cùng quan điểm với nhà ngoại giao Anh khi mùa đông đang đến gần và các cuộc tấn công của Nga có thể đẩy Ukraine vào tình trạng thiếu điện. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cũng nhắc lại cam kết Mỹ sẽ tiếp tục giúp Ukraine tăng cường hệ thống phòng không và năng lượng. Tuy nhiên, dù Mỹ tuyên bố đứng về phía Ukraine, nhưng yêu cầu cấp thiết nhất mà Kiev đưa ra liên quan đến việc tháo gỡ lệnh hạn chế sử dụng vũ khí vẫn chưa được thực hiện. Ở chiều hướng ngược lại, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Josep Borrell lại bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine. Ông cho biết điều cấp thiết là phương Tây phải gỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng vũ khí để chống lại các mục tiêu của Nga. Sputnik News đưa tin đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại. Ông Joseph Borrell cho rằng các quốc gia thành viên trong khối nên dỡ bỏ hoàn toàn các quy định hạn chế đối với những cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Trước đó, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích cuộc thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Phát biểu trước thềm hội nghị Ngoại trưởng EU tại Bruxelles với sự tham dự của Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, ông Borrell nêu rõ những hạn chế sử dụng vũ khí như vậy phải được dỡ bỏ hoàn toàn để Ukraine có thể tự vệ. Các thiết bị mà chúng ta cung cấp cho Ukraine phải được sử dụng đầy đủ để nước này có thể tấn công những nơi mà từ đó Nga tấn công họ. Bên cạnh đó, quan chức hàng đầu EU tuyên bố khối này đã bắt đầu chuyển hướng doanh thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga để thanh toán cho các nguồn cung cấp quân sự cho Ukraine. Ông Borrell khẳng định 1,4 tỷ euro, tương đương 1,55 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Szijjato tuyên bố Budapest phản đối những cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa vào lãnh thổ Nga do nguy cơ gia tăng căng thẳng xung đột nghiêm trọng, đồng thời khẳng định Hungary sẽ bảo vệ lập trường hòa bình tại hội nghị của các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng liên minh châu âu eu ở bruxelles phát biểu trên mạng xã hội ông sajidato chia sẻ nếu ngày càng có nhiều vũ khí xuất hiện trên lãnh thổ ukraine nếu có những cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ nga thì nguy cơ xung đột sẽ gia tăng và các mối đe dọa sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn chúng tôi không muốn đối diện với nguy cơ này đó là lý do chúng tôi cũng sẽ trình bày lập trường hòa bình tại bruxelles Hải quân Ukraine mới đây đã ra thông báo cho biết, một tàu chiến Nga được trang bị tên lửa hành trình Kalib đã xuất hiện ở Biển Đen, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực. Cơ quan này cho biết, không có tàu nào của Nga xuất hiện ở biển Azov. Tuy nhiên, tại biển Địa Trung Hải có tới 3 tàu chiến, trong đó có một tàu có khả năng phóng 8 tên lửa Kalib. Gần đây, theo không quân Ukraine, Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau trong trận tập kích, bao gồm 28 tên lửa hành trình Kalib được phóng từ tàu chiến mặt nước và tàu ngầm ở phía đông biển Đen. Việc hạm đội Biển Đen của Nga tham gia vào trận tập kích trên cho thấy hạm đội này vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, mặc dù phải chịu tổn thất nặng nề. Trước đây, Ukraine từng tuyên bố đã đánh chìm, làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 1 phần 3 hạm đội Biển Đen. Để đối phó với mối đe dọa từ Hải quân Nga, Ukraine đã sử dụng các xuồng không người lái, USV tự chế và tên lửa chống hạm để tấn công. Những cuộc tập kích liên tiếp của Ukraine đã buộc hạm đội Biển Đen phải phân tán lực lượng khỏi trụ sở chính trên bán đảo Crimea và di rời đến phía đông Biển Đen, nơi Nga phóng loạt tên lửa Kalibr và Ukraine gần đây nhất. Quân đội và lực lượng an ninh Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào xuồng không người lái hải quân và tên lửa chống hạm nội địa để kiềm chế sức mạnh hải quân Nga. Hải quân Nga đã bắt đầu triển khai lực lượng ở biển Azov, nơi được bảo vệ chặt chẽ hơn để bắn tên lửa vào Ukraine vì Moscow cho rằng nơi này an toàn hơn biển đen. Nga cũng được cho là đang thiết lập một căn cứ khác trên biển đen ở Abkhazia một khu vực ly khai của Georgia. Các động thái này giúp tách biệt các khí tài của Nga ở Biển Đen ra xa tầm tấn công của Ukraine. Vào đầu năm nay, một phát ngôn viên của Hải quân Ukraine thừa nhận, dù chịu tổn thất, nhưng Nga vẫn duy trì sự hiện diện nghiêm túc trên Biển Đen khi kết hợp sức mạnh của các tàu mang tên lửa, tàu ngầm và tàu tuần tra. Cách đây vài tuần, lần đầu tiên ba tàu ngầm mang theo tên lửa hành trình của Nga đã cùng xuất hiện ở Biển Đen. Sputnik đưa tin người phát ngôn Ủy ban điều tra Nga Svetlana Pechenko vừa cho biết các nhà điều tra đã khởi tố vụ án hình sự đối với cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pavel Popov vì tội gian lận theo quy định của Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga. Bà Pechenko nêu rõ, cơ quan điều tra quân sự thuộc Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự đối với cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tướng Pavel Popov. Ông ta bị nghi ngờ thực hiện hành vi gian lận, tội danh được quy định trong khoản 4 Điều 159 Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga. Theo kết quả điều tra, từ năm 2021 đến năm 2024, ông Popov với trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng và vận hành công viên Patriot đã có nhiều hành vi trục lợi. Ông Popov được cho là đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật cùng với giám đốc công viên Vyacheslav Akhmedov và phó cục trưởng cục phát triển sáng tạo của Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Sesterov, những người đã bị truy tố trước đó. Theo Ủy ban điều tra Nga, ông Popov đã sử dụng nguồn tài chính từ hoạt động của công viên Patriot để tổ chức xây dựng công trình trên khu đất riêng của mình ở quận Krasnogorsk, ngoại ô Moscow. Ngoài ra, ông Popov còn sử dụng vị thế của mình để yêu cầu các lãnh đạo doanh nghiệp có hợp đồng với công viên Patriot thực hiện việc xây khu nhà nghỉ của cá nhân ở ngoại ô mà không trả tiền. Bà Pchenko cho biết, quá trình điều tra cho thấy, ông Popov và người thân sở hữu nhiều bất động sản ở những khu vực đắt đỏ tại Moscow ngoại ô và vùng Krasnodar với tổng giá trị lên đến 500 triệu rúp. Các điều tra viên đang xem xét nguồn gốc tài chính của những tài sản này. Hồi giữa tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cách chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của ông này. Công viên Patriot mở cửa vào năm 2015 gần bảo tàng xe tăng Kubinka nổi tiếng ở tỉnh Moscow. Công viên rộng trên 3.500 hectare và có nhà thờ lực lượng vũ trang, một số bảo tàng, một trung tâm hội nghị và các cơ sở hạ tầng khác. Gần đây, công viên đã trưng bày triển lãm vũ khí hạng nặng do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sản xuất mà lực lượng Nga đã thu giữ được từ Ukraine. Trong vài tháng gần đây, nhiều quan chức cấp cao khác của Bộ Quốc phòng Nga cũng đã bị truy tố, bao gồm cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timur Ivanov và cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Vadim Samarin. Các nhân vật này đều bị cáo buộc liên quan đến hành vi tham nhũng. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Telegram, lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Nga trên hướng Kramatorsk. Trước đó, nhóm tác chiến Kotitsia của Ukraine hoạt động tại Donetsk cho biết các đơn vị phòng không của lữ đoàn cơ giới độc lập số 28 đã bắn hạ chiếc cường kích của không quân Nga bằng hệ thống phòng không di động Manpass. Nhóm Kotitsia cho biết trong một tuyên bố trên Telegram, chiếc máy bay Nga đã tìm cách bắn vào các vị trí của các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ. Một chiếc Su-25 của Nga nữa đã cháy trên thảo nguyên Donbass của Ukraine. Không quân của Nga đã mất đi thêm một máy bay. Đề cập đến một khu vực bao gồm các vùng Donetsk và Lugansk do Ukraine kiểm soát. Nhóm tác chiến Khotysia cho biết số phận của phi hành đoàn vẫn chưa được biết. Trong khi đó, tờ Daily Mail của Anh cũng đưa tin về vụ việc dẫn các nguồn tin Ukraine nói rằng một cường kích Sukhoi Su-25 được nhìn thấy phát nổ thành quả cầu lửa khi bay qua các vị trí của Ukraine xung quanh Kramatorsk. Chiếc máy bay buộc phải thả bẫy nhiệt để đánh lạc hướng tên lửa tầm nhiệt khi bay thấp cùng một máy bay khác, nhưng được cho là đã bị tên lửa phòng không bắn trúng trước khi lao xuống đất. Hồi tháng 7, quân đội Ukraine công bố một đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu Su-25 của Nga bị bắn rơi gần thành phố Pokrovsk, vùng đô nhét. Theo tuần bố của Ukraine, hai chiếc máy bay Su-25 của Nga trong khi đang nỗ lực tấn công các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine tại Donetsk thì một chiếc bị các binh sĩ của lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 bắn hạ. Đoạn video cho thấy chiếc máy bay Su-25 của Nga dường như đã bị trúng tên lửa từ hệ thống Manpass. Được biết trước đó, Ukraine cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 khác của Nga trên mặt trận Pokrovsk. Su-25 là máy bay tấn công mặt đất, được thiết kế để yểm trợ cho các lực lượng mặt đất cả ban ngày và ban đêm. Hiện nay, quân đội Nga biên chế các phiên bản Su-25 gồm Su-25SM, Su-25SM-3 và Su-25UB là cường kích với nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của Ukraine trên mặt đất. Máy bay Su-25 của Nga phải đương đầu với rất nhiều thách thức, đặc biệt từ các hệ thống Manpass mà phương Tây đã viện trợ cho Ukraine. Su-25 được thiết kế để tấn công trực tiếp và hỗ trợ cận chiến với tốc độ tối đa khoảng 956 km h và trần bay là 6.700 m. Ngoài một khẩu pháo hai nòng 30mm với 250 viên đạn pháo, Su-25 còn có thể mang hơn 4 tấn đạn dược, bao gồm tên lửa, rocket, bom điều khiển và không điều khiển, thậm chí cả pháo bổ sung. Su-25 được trang bị các tấm thép và titan dày từ 6mm đến 25mm xung quanh buồng lái, các bộ phận của thân máy bay và cánh cũng như các bình nhiên liệu. Theo tờ Kiev Post của Ukraine, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine và dù không thể cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine do các hạn chế pháp lý cũng như lý do lịch sử Tokyo đã nổi lên như một đối tác mạnh mẽ của Kiev thông qua viện trợ nhân đạo, kinh tế cho quốc gia Đông Âu này. Nhật Bản đã cung cấp nhiều nguồn lực thiết yếu cho Ukraine, bao gồm thực phẩm, hỗ trợ y tế và các nhu yếu phẩm cần thiết khác nhằm giảm bớt tổn thất cho dân thường và hỗ trợ chính phủ Ukraine giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo. Ngoài việc hỗ trợ nhân đạo, Tokyo cũng đã mở rộng viện trợ kinh tế đáng kể cho Ukraine nhằm ổn định nền kinh tế bị xung đột tàn phá với khoản viện trợ tổng cộng hơn 12 tỷ đô la Mỹ từ tháng 3 năm 2022, Nhật Bản đang góp phần vào khả năng phục hồi và duy trì nền kinh tế của Ukraine. Nhật Bản cũng đã ký hiệp định song phương về hỗ trợ Ukraine và hợp tác giữa hai nước, nêu rõ các định hướng chính của hỗ trợ trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và phục hồi tái thiết trong thời hạn 10 năm. Thỏa thuận này bao gồm chuyển giao thiết bị phi sát thương, cung cấp dịch vụ y tế cho binh sĩ Ukraine, tăng cường hợp tác tình báo, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, đảm bảo tự do hàng hải cùng an ninh của các tuyến đường biển. Những nỗ lực của Nhật Bản trong tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ukraine đã thể hiện qua việc hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Hai nước đã ký kết thỏa thuận an ninh đầu tiên giữa Ukraine và một quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc tế của Nhật Bản. Có thể nói, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách của Nhật Bản đối với Ukraine. Quan điểm của ông Kishida phản ánh mối quan ngại rộng hơn về động lực an ninh toàn cầu. Ông coi cuộc xung đột Nga-Ukraina không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là một phần của một mô hình lớn hơn. Sự hỗ trợ của Nhật Bản dành cho Ukraina không chỉ phản ánh các mối quan ngại về an ninh và nhân đạo mà còn là một phần của chiến lược địa chính trị rộng lớn hơn. Nhật Bản đang tích cực tìm kiếm quyền tự chủ lớn hơn từ Mỹ và muốn khẳng định độc lập hơn trong chính sách đối ngoại. Để đạt được điều này, Nhật Bản mở rộng các cam kết và trách nhiệm quốc tế, từ đó củng cố vị thế của mình như một cường quốc quốc tế quan trọng. Trên cơ sở đó, Nhật Bản đã nới lỏng các quy tắc về xuất khẩu vũ khí, cung cấp các thiết bị quốc phòng như phương tiện quân sự, áo chống đạn và thiết bị bay không người lái cho Ukraine. Đây là một bước tiến đáng kể đối với Nhật Bản, sẽ đến các biện pháp kiểm soát xuất khẩu thiết bị quốc phòng nghiêm ngặt của nước này. Phản ứng của Nhật Bản đối với cuộc xung đột ở Ukraine cũng nhấn mạnh sự phát triển của chiến lược an ninh quốc gia. Nhật Bản đang tăng cường năng lực phòng thủ, thúc đẩy hợp tác với các đồng minh truyền thống như Mỹ, và mở rộng quan hệ đối tác với các quốc gia khác như Australia, Ấn Độ và NATO. Mới đây, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu, EU, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell cho biết, EU vẫn chưa thể phân bổ 6 tỷ euro, tức khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ, từ Quỹ Hòa bình châu Âu để chi trả cho các nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine, với lý do các quốc gia thành viên trong khối thiếu sự thống nhất. Phát biểu trước thềm hội nghị ngoại trưởng EU tại Bruxelles, Bỉ, với sự tham dự của ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba, ông Borrell nói rằng một số nước thành viên đang lưỡng lự, chúng ta vẫn có khoảng 6 tỷ euro bị đóng băng, không thể dùng để hoàn trả chi phí viện trợ cho Ukraine. Hiện Hungary vẫn chưa đồng ý chuyển 6 tỷ euro cho các nước EU để chi trả cho hoạt động cung cấp vũ khí cho Kiev. Bên cạnh đó, ông Borrell tuyên bố khối này đã bắt đầu chuyển doanh thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga để thanh toán cho các nguồn cung cấp quân sự cho Ukraine. Ông Borrell khẳng định 1,4 tỷ euro, tương đương với 1,55 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển. Theo quan chức EU, ngoại trưởng các nước thành viên sẽ thảo luận về việc cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine. Đây sẽ là vấn đề đầu tiên được đưa ra thảo luận tại hội nghị ngoại trưởng EU sắp diễn ra. Trong bối cảnh Nga đang gia tăng lực lượng áp đảo Ukraine trên khắp các mặt trận, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng thừa nhận Ukraine không có tiền để tự sản xuất vũ khí, trong khi các nguồn viện trợ từ các nước phương Tây đang trứng lại. Phát biểu trong một cuộc họp, ông Zelensky lưu ý rằng ông cũng muốn tăng nguồn cung viện trợ quân sự của phương Tây, cũng như đẩy nhanh nguồn viện trợ đến Ukraine. Cho đến nay, Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, đứng thứ hai là Đức. Theo các quan chức phương Tây, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào các chuyến hàng viện trợ của phương Tây để đối phó với kế hoạch quân sự của Nga. Tuy nhiên, Mối lo ngại về việc cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tái đắc cử vào tháng 11 làm dấy lên câu hỏi về tương lai của các gói viện trợ quân sự lớn dành cho Kiev. Trước đây, ông Trump cáo buộc các đồng minh NATO lợi dụng sự hào phóng về an ninh của Mỹ ở châu Âu. Khi viện trợ nước ngoài bắt đầu nhỏ giọt, Ukraine đã quyết định củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước để đảm bảo tự sản xuất được vũ khí đối phó với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước sẽ đóng một vai trò quan trọng trong khả năng tự vệ lâu dài của nước này. Theo CNN, trong một cuộc họp báo tại thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ ông đang có kế hoạch hướng tới việc chấm dứt xung đột với Nga và dự kiến chia sẻ kế hoạch này cho Tổng thống Mỹ Joe Biden khi tham dự kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng 9 tới. Ông Zelensky cho hay, bản kế hoạch chiến thắng này gồm 4 giai đoạn, bắt đầu bằng cuộc tấn công xuyên biên giới vào Kursk, đã được thực hiện. Ông Zelensky thừa nhận điều này nghe có vẻ tham vọng đối với một số người, nhưng đó là một kế hoạch rất quan trọng đối với Ukraine. Bước thứ hai là tăng cường vai trò an ninh toàn cầu của Ukraine, nói cách khác là nâng cao vị thế chiến lược của Ukraine trong hệ thống an ninh toàn cầu. Ông Zelensky mô tả điều này rất quan trọng để củng cố vai trò của Ukraine trên trường quốc tế. Giai đoạn thứ ba là có biện pháp mạnh mẽ, buộc Nga phải chấm dứt xung đột theo đường lối ngoại giao. Và giai đoạn thứ tư là khôi phục kinh tế trong giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm một gói quyền lực được thiết kế để mang lại giải pháp thông qua đàm phán thay vì biện pháp quân sự. Ngoài ra, ông Zelensky không cung cấp thông tin chi tiết với giai đoạn thứ tư liên quan chiến lược kinh tế. Ông Zelensky cũng chỉ ra rằng sự thành công của chiến lược nhiều mặt này phần lớn phụ thuộc vào sự hỗ trợ và nguồn lực liên tục từ Mỹ, đồng thời nhấn mạnh mục đích chính của kế hoạch này là buộc Nga chấm dứt xung đột, và xung đột sẽ kết thúc bằng đối thoại, nhưng Ukraine phải ở thế mạnh. Trong khi đó, nhà chính trị người Latvia Leonid Ragozin tỏ ra hoài nghi về kế hoạch chiến thắng của Kiev. Ông Ragozin viết trên mạng xã hội X rằng trong trường hợp Ukraine trình bày kế hoạch chiến thắng đó với Tổng thống Mỹ Joe Biden, liệu Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ có khả năng hỗ trợ các biện pháp thực sự giúp Ukraine đánh bại Nga hay không? Câu trả lời là không. Theo ông, kế hoạch này cũng thiếu thực tế, tương tự kế hoạch hòa bình 10 điểm mà ông Zelensky đã đưa ra từ năm 2022. Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã bác bỏ cái gọi là kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Ông nói rằng đây không phải là lần đầu tiên Kiev tuyên bố như vậy, đồng thời cho biết Nga sẽ tiếp tục kế hoạch quân sự ở Ukraine. Trong khi đó, theo các nhà phân tích quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, các hạn chế trong việc dùng vũ khí do phương Tây cung cấp đã khiến Ukraine bị trói tay. Và nhờ đó, lực lượng vũ trang Nga sử dụng các nơi giấu quân an toàn ở sâu trong lãnh thổ của mình để hỗ trợ các hoạt động quân sự chống lại Ukraine. Mỹ đã gửi ATAC MS tầm xa cho Kiev từ đầu năm nay, nhưng Ukraine chỉ được phép sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ và bán đảo Crimea mà Moscow đang kiểm soát, chứ không phải trên lãnh thổ Nga. Một quan chức an ninh cấp cao giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây chia sẻ rằng việc tấn công bằng ATAC MS nhằm vào các mục tiêu ở Nga sẽ không hiệu quả như Kiev mong đợi do Moscow đã di chuyển dàn máy bay quân sự khỏi các căn cứ không quân nằm gần Ukraine. Một bản đồ về các cơ sở quân sự do các chuyên gia của ISVK thiết lập cũng đã cho thấy những hạn chế của Washington đối với việc Kiev sử dụng tên lửa ATACMS. Tuy nhiên, ISVK lưu ý rằng trong khi Moscow sơ tán máy bay ở 16 căn cứ không quân ra khỏi vùng hỏa lực của ATACMS, thì vẫn còn hàng trăm cơ sở quân sự khác của Nga nằm trong tầm bắn của loại tên lửa này. Trước đó, Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK đã cho công bố các hình ảnh vệ tinh và bản đồ gần đây cho thấy 250 mục tiêu của Nga hiện nằm trong tầm bắn của ATACMS mà Mỹ cấp cho Ukraine. Hình ảnh ghi nhận các mục tiêu bao gồm căn cứ quân sự quy mô lớn, trạm thông tin liên lạc, trung tâm hậu cần, cơ sở sửa chữa, kho nhiên liệu, kho đạn dược và trụ sở thường trực. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan tuyên bố, Kiev muốn khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ mà các nước thành viên G7 cam kết dành cho Ukraine không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Phát biểu tại diễn đàn Ukraine 2024 độc lập, ông Simihan cho biết Ukraine muốn một khuôn khổ chính trị nhất định cho khoản vay nói trên. Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh Ukraine phải nhận được số tiền này chậm nhất là vào cuối năm nay. Khoản vay đó phải không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, không tính lãi và không làm gia tăng nợ công của đất nước. Đài RT dẫn lời ông Smihan nói thêm. Kiev phải được quyền sử dụng khoản vay cho bất kỳ nhu cầu nào của mình, chủ yếu để bù đắp thiệt hại đất nước phải gánh chịu trong cuộc xung đột với Nga. Ông lưu ý, Kiev và G7 đã đạt được thỏa thuận về vấn đề này, nhưng các nhà lãnh đạo Ukraine vẫn muốn có thể sử dụng tiền vay để tài trợ cho ngân sách và quân đội. Mặc dù các chính phủ phương Tây đã thảo luận về việc tịch thu hoàn toàn 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga ở nước ngoài nhằm trừng phạt Moscow vì kế hoạch quân sự ở nước láng giềng, nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa làm như vậy vì lo ngại về mặt pháp lý và phản ứng của công luận. Tuy nhiên, các thành viên G7 đã đồng ý sử dụng lợi nhuận từ những tài sản đó để tài trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, việc thực thi kế hoạch tới nay vẫn tương đối ì ạch do các yêu cầu từ Mỹ và mối đe dọa từ Hungary, một thành viên EU có thể chặn quyết định của Liên minh châu Âu trong việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Ukraine đang rất cần khoản tiền nói trên trong bối cảnh nền kinh tế nước này đã kiệt quệ sau 2 năm chiến sự và Kiev đang thiếu nghiêm trọng ngân sách quốc phòng trong cuộc chiến tiêu hao với Nga lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để ngăn chặn bước tiến mạnh mẽ của Nga. Ukraine đang chờ đợi các động thái của phương Tây liên quan tới số phận của khoản tiền trên khi thời hạn cuối năm sắp tới. Gần đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 125 triệu đô la Mỹ cho Kiev. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, gói viện trợ bao gồm tên lửa phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine vũ khí chống thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa chống tăng cùng nhiều đạn dược và các hệ thống tên lửa di động. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ này bao gồm các mặt hàng được lấy từ kho dự trữ quốc gia. Mỹ đã cam kết hơn 55 tỷ đô la Mỹ viện trợ vũ khí, đạn dược và các khoản viện trợ an ninh khác cho Ukraine kể từ khi bùng phát xung đột. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới. Chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Theo Đài Phát thanh Châu Âu Tự do RFE/RL, Liên minh Châu Âu EU đang chuẩn bị cho một loạt thay đổi quan trọng về lãnh đạo và chính sách, đánh dấu một bước ngoặt mới trong quá trình phát triển và mở rộng của khối. Với việc thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt, EU đang tập trung vào cải cách nội bộ và mở rộng khối để đối phó với những thách thức địa chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc bổ nhiệm bà Kaja Kalas, cựu thủ tướng Estonia, làm người đứng đầu chính sách đối ngoại tiếp theo của EU, thay thế cho ông Josep Borrell. Tuy nhiên, bà Kalas sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ nghị viện châu Âu qua các phiên điều trần vào cuối tháng 9. Các phiên điều trần này không chỉ nhằm xác định năng lực của bà Kalas, mà còn để nghị viện thể hiện quyền lực của mình bằng cách từ chối những ứng cử viên không đạt yêu cầu. Đồng thời việc bổ nhiệm cựu thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa làm chủ tịch Hội đồng Châu Âu từ ngày 1 tháng 12 và gia hạn nhiệm kỳ của bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban Châu Âu thêm 5 năm cũng đang làm thay đổi cán cân quyền lực trong khối. Tuy nhiên, thay vì bài phát biểu thường niên về tình hình liên minh châu Âu (SOTEU), bà von der Leyen sẽ tập trung vào việc thành lập nhóm 26 ủy viên mới, mỗi người đại diện cho một quốc gia thành viên EU với mục tiêu bắt đầu công việc vào ngày mùng 1 tháng 12. Vấn đề mở rộng EU tiếp tục là một chủ đề nóng bỏng, đặc biệt là khi các quốc gia như Ukraine, Moldova và Georgia đang nỗ lực tìm kiếm tư cách thành viên. Tuy nhiên, trước khi khối này có thể mở rộng, EU sẽ cần tiến hành các cải cách nội bộ để đảm bảo tính hiệu quả và thống nhất của mình. Mặc dù các nước như Ukraine và Moldova đã đạt được những tiến bộ nhất định trong tiến trình gia nhập, quá trình này vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức và không có khung thời gian cụ thể. Bà Kalas có thể sẽ phải thay đổi trong vai trò mới để phù hợp với quan điểm chung của khối và không tập trung quá nhiều vào vấn đề nga-ukraina. Bà có thể sẽ cần nói nhiều hơn về mối quan hệ với các nước ở địa trung hải, tây ban căng và các quốc gia thuộc nam bán cầu như brazil và ấn độ để thể hiện một chiến lược đối ngoại toàn diện hơn. Ông Oliver Vahely, ứng cử viên ủy viên người Hungary có thể gặp khó khăn lớn khi phải thuyết phục các nhà lập pháp EU về khả năng lãnh đạo của mình trong bất kỳ chức vụ nào mà ông được giao phó. Ông đã gây tranh cãi khi bị cáo buộc đặt lợi ích của Budapest lên trên lợi ích của Bruxelles. Điều này sẽ khiến ông phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ nghị viện châu Âu. Hungary, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Viktor Orbán, tiếp tục gây ra nhiều lo ngại trong khối. Budapest đã ngăn chặn đợt thứ 8 của Quỹ Hòa bình châu Âu EPF dành cho Ukraine và đặt câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp trừng phạt chống Nga và Belarus. Mặc dù các nhà lãnh đạo EU sẽ phải giải quyết những vấn đề này trong những tháng tới, việc đạt được sự đồng thuận có thể gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh Hungary giữ vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng EU. Trong tương lai gần, EU sẽ tiếp tục tập trung vào cải cách nội bộ và xây dựng một chiến lược mở rộng rõ ràng và hiệu quả. Điều này bao gồm việc xem xét lại ngân sách và các cơ chế chính trị để đáp ứng với việc kết nạp thêm các thành viên mới. Bên cạnh đó, EU cũng sẽ cần cân nhắc các cải cách để hạn chế quyền phủ quyết của các quốc gia, một vấn đề đang gây tranh cãi và có thể cản trở tiến trình mở rộng. Tóm lại, mặc dù còn nhiều thách thức phía trước, EU có khả năng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác ở châu Âu và trên toàn cầu. Động thái tiếp theo của khối sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng lãnh đạo của các nhân vật mới được bổ nhiệm cũng như sự đồng thuận nội bộ để đối phó với các thách thức đang nổi lên. Khả năng thích ứng và linh hoạt sẽ là chìa khóa để EU tiếp tục phát triển mạnh mẽ và duy trì vai trò dẫn đầu trên trường quốc tế. Vừa qua, tổng thống Serbia, Alexandra Vučić cho biết, nước này đã ký thỏa thuận mua 12 máy bay chiến đấu Rafale của tập đoàn Dassault Aviation của Pháp. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang thăm Belgrade, Tổng thống Vucic đã hoan nghênh thực vụ trên, cho rằng điều này sẽ giúp cải thiện năng lực của quân đội Serbia. Ông tiết lộ tổng giá trị hợp đồng này là 2,7 tỷ đô la Mỹ. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng thỏa thuận sẽ góp phần hướng tới một liên minh lâu dài giữa hai nước. Giám đốc điều hành tập đoàn Dassault Aviation Eric Chapier cho biết, theo thỏa thuận, Serbia sẽ nhận được 9 máy bay chiến đấu loại một chỗ ngồi và 3 chiếc loại 2 chỗ ngồi vào năm 2029. Theo ông, Thương vụ trên sẽ góp phần giúp Czechy hiện đại hóa lực lượng không quân. Rafale là loại máy bay chiến đấu đa năng, có thể được sử dụng để săn lùng máy bay địch, tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển, cũng như thực hiện các nhiệm vụ trinh sát. Thương vụ này chỉ là một trong nhiều thỏa thuận được ký kết nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp Macron tới Czechy. Theo Bộ Tài chính Czechy, Paris đã tăng cường hợp tác kinh tế với Belgrade, thể hiện qua kim ngạch thương mại tăng gấp 3 lần trong 12 năm gần đây. Công ty Vinci của Pháp hiện đang giám sát quá trình cải tạo sân bay Nikola Tesla ở Belgrade, trong khi các tập đoàn của Pháp chuẩn bị xây dựng ga tàu điện ngầm đầu tiên của thủ đô Belgrade và một nhà máy xử lý nước thải hiện đại. Kế hoạch mua chiến đấu cơ Rafale của Sharpie được ấp ủ từ năm 2021, song mãi đến khi tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX tại Abu Dhabi thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào năm ngoái. Tổng thống Sharpie mới nêu rõ quyết tâm sở hữu dòng máy bay này khi tuyên bố tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở châu Âu kể từ cuộc xung đột nga ukraine đã thôi thúc quốc gia này tăng ngân sách chi tiêu quốc phòng nhà lãnh đạo shakbi nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc hiện đại hóa và nâng cao năng lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang đề cập đến sự xuất hiện một cuộc chạy đua vũ trang ở châu âu nêu rõ việc sở hữu một đội quân hùng mạnh có thể là yếu tố sống còn đối với sự tồn tại của quốc gia trong tương lai dù sở hữu quân đội có quy mô lớn nhất khu vực ban căng shakbi hiện vẫn phụ thuộc vào trang thiết bị quân sự do nga và trước đây là liên xô viện trợ như MiG-29, trực thăng Mi-35, tên lửa và xe tăng của Nga. Sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine, dưới áp lực của Mỹ và Liên minh châu Âu, EU, Bengrad dường như đã nỗ lực tìm kiếm nguồn nhập khẩu vũ khí thay thế. Theo nhà bình luận kỳ cựu người Mỹ Mike Friedenberg chuyên về chính sách quốc phòng và chính trị mới đây trong một tuyên bố tại Diễn đàn An ninh Toàn cầu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế vừa qua, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ William ở Laplante phụ trách mua sắm và bảo trì, cho biết kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, các ngành công nghiệp quốc phòng không còn thực hiện nhiều công việc sản xuất cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Phát biểu này phản ánh đúng thực tế không mấy ấn tượng của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, NATO trước cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Fredenberg cho rằng hiện tại Nga đang sản xuất nhiều đạn dược, tên lửa và xe tăng hơn tất cả NATO cộng lại, dù ngân sách quốc phòng của Nga chỉ khoảng 100 tỷ đô la Mỹ năm 2023 và GDP chỉ 2.000 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng kết hợp của Mỹ, NATO lên đến 1,47 nghìn tỷ đô la Mỹ và GDP kết hợp sấp xỉ 45 nghìn tỷ đô la Mỹ. Như vậy, có một sự khác biệt lớn về tư duy chiến lược giữa Nga và Mỹ, NATO. Trong khi Mỹ và các đồng minh NATO theo đuổi một cuộc xung đột mà họ muốn giành chiến thắng, Nga lại tin rằng họ đang tham gia vào một cuộc giao tranh mà họ buộc phải thắng. Do đó, đối với Nga, việc sản xuất vũ khí không chỉ là một hoạt động kinh doanh mà còn là một nhiệm vụ sống còn. Nga đã tận dụng tối đa các nhà máy thời Liên Xô hoạt động liên tục 24 trên 7 để sản xuất đạn dược, phương tiện và vũ khí quân sự. Điều này giúp Nga sản xuất vũ khí với tốc độ và quy mô vượt trội hơn so với các quốc gia phương Tây. Trong khi đó, tại Mỹ và các nước NATO, lợi nhuận và doanh thu vẫn là mối quan tâm chính của các nhà thầu quốc phòng. Trong khi Mỹ và các đồng minh NATO đang cố gắng khôi phục chuỗi cung ứng đạn pháo, kế hoạch sản xuất 100.000 quả đạn pháo mỗi tháng vào cuối năm 2025 vẫn còn khá xa vời. Đến thời điểm đó, Ukraine có thể đã thất thế trong cuộc chiến. Mặt khác, Nga đã tăng tổng sản lượng đạn pháo hàng năm lên 3 triệu quả từ khi bắt đầu xung đột, bao gồm việc tăng gấp 5 lần sản lượng đạn pháo 152mm và gấp 20 lần sản lượng đạn pháo dẫn đường chính xác Krasnopol M2 152mm ngoài ra nga cũng sản xuất pháo với tốc độ đáng kể hơn nhờ vào khả năng vận hành các nhà máy sản xuất lớn liên tục để chế tạo ống pháo mới điều này giúp nga duy trì ưu thế trong cuộc giao tranh khi pháo binh của ukraine bị hao mòn và mất tính chính xác một điều rõ ràng là nếu mỹ và nato thực sự cảm thấy bị đe dọa sinh tồn họ có thể chi hàng tỷ đô la mỹ để nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng tuy nhiên việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp này đòi hỏi phải phá vỡ nguyên trạng hiện tại Điều mà cả Mỹ và các đồng minh NATO dường như không sẵn sàng làm. Họ tin rằng sự tồn tại của nền dân chủ phương Tây không phụ thuộc vào kết quả cuộc xung đột ở Ukraine. Truyền thông Nga cho biết một máy bay trinh sát không người lái chiến lược RQ-4 Global Hawk của Mỹ đã được phát hiện hoạt động gần các căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở phía đông bắc nước này. Tờ Avia.pro cho biết máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ xuất hiện thời gian dài trong không phận Ba Lan, rất có thể chiếc máy bay này thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhằm thu thập dữ liệu về căn cứ của hạm đội phương Bắc, căn cứ không quân chiến lược Olenia và các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng khác của Nga. Ấn phẩm này lưu ý, sự hiện diện của RQ-4 Global Hawk ở gần các căn cứ quân sự có tầm quan trọng chiến lược của Nga là rất đáng lo ngại, đặc biệt các lực lượng vũ trang Ukraina trước đây đã từng nỗ lực tấn công căn cứ quân sự Nga ở khu vực này. Điều này khiến cho Moscow đặc biệt lo ngại. Trước tình hình trên, các nhà phân tích quân sự tại Moscow đang lo ngại khả năng xảy ra một cuộc tấn công tên lửa từ phía Kiev. Điều này sẽ làm gia tăng căng thẳng vốn đã ở mức rất cao trong khu vực. Lo ngại của họ là có cơ sở bởi chiếc RQ-4 Global Hawk sở hữu tầm bay dài và được tích hợp nhiều cảm biến mạnh mẽ, có khả năng thu thập thông tin về sự di chuyển của quân đội, vị trí mục tiêu mang tính chiến lược và trạng thái của hệ thống phòng thủ đối phương. Nga rất nhiều lần cáo buộc những chiếc UAV RQ-4 Global Hawk của Mỹ đã xác định trước vị trí triển khai hệ thống tên lửa phòng không Nga, tính toán khu vực đặt radar trước khi lập kế hoạch đường bay cho tên lửa hành trình Scarp Eger của Ukraine. Nhưng trong khi cuộc tấn công tiềm năng của Ukraine còn chưa xảy ra, hoạt động của máy bay trinh sát NATO đã giúp ích rất nhiều cho Kiev trong tác chiến phòng không. Trước đó, truyền thông Nga cũng đưa tin về sự xuất hiện đồng thời ba máy bay trinh sát Mỹ ở Biển Đen các máy bay này được xác định đã bay qua lãnh thổ Rumani, Moldova, Bulgari và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, thời điểm Nga tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, một máy bay trinh sát của Mỹ đã được ghi nhận hoạt động ở trong không phận Ba Lan. Chiếc máy bay trinh sát tối tân nói trên đã cất cánh từ căn cứ không quân Mildenhall trên đất Anh để theo dõi tình hình, thu thập dữ liệu để phân tích cũng như phối hợp hành động của các đơn vị liên quan. Nhiều chuyên gia quân sự Nga nhận định chiếc máy bay trinh sát nói trên đã cung cấp cho lực lượng phòng không Ukraine nhiều thông tin đáng giá để đón đầu đường bay của tên lửa Nga, khiến rất nhiều mục tiêu đã bị bắn hạ. Theo đánh giá, nếu thiếu vắng thông tin do mạng lưới tình báo NATO cung cấp, phòng không Ukraine theo nhận xét sẽ chẳng thể đưa thiệt hại xuống mức tối thiểu như vừa qua. Bất chấp, họ có trong biên chế nhiều tổ hợp tên lửa đánh chặn hàng đầu thế giới trong một cuộc họp báo nhân chuyến thăm kéo dài hai ngày tới shabi tổng thống pháp emmanuel macron nói ông không biết về việc chủ sở hữu telegram pavel durov đến pháp cuối tuần trước và cũng không có kế hoạch gặp người này ông macron nói tôi hoàn toàn không biết về việc ông durov đến pháp và điều đó khá bình thường vì tôi không thể biết hết về việc công dân từ khắp nơi trên thế giới đến và đi bất kể họ có quốc tịch pháp hay không chủ sở hữu telegram bị cảnh sát pháp bắt giữ sau khi máy bay hạ cánh tại một sân bay gần paris thẩm phán Pháp đã chính thức điều tra CEO Telegram, người có quốc tịch Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vì nghi ngờ đồng lõa trong việc điều hành một nền tảng trực tuyến, cho phép giao dịch bất hợp pháp, lan truyền hình ảnh lạm dụng trẻ em, buôn bán chất cấm và gia lận. Các thẩm phán cho CEO Telegram được tại ngoại, nhưng phải nộp 5 triệu euro tiền bảo lãnh và phải đến đồn cảnh sát hai lần một tuần. Durov bị cấm rời khỏi Pháp. Ông Macron cũng bảo vệ quyết định của Pháp vào năm 2021 khi cấp quốc tịch cho người này trong một thủ tục hiếm hoi dành cho những cá nhân có địa vị cao. Ông Macron nói, đây là một phần chiến lược cho phép phụ nữ và nam giới, bất kể là nghệ sĩ, vận động viên hay doanh nhân, khi họ nỗ lực học tiếng Pháp và phát triển sự giàu có, đổi mới, được cấp quốc tỷ Pháp. Chính quyền Pháp mở cuộc điều tra sơ bộ vào tháng 2 để đáp lại việc gần như hoàn toàn không có phản hồi nào từ Telegram đối với các yêu cầu của tòa án về việc cung cấp dữ liệu để truy bắt nghi phạm. Văn phòng công tố cho biết. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, vụ bắt giữ CEO Telegram không phải là động thái chính trị, mà là một phần của cuộc điều tra độc lập. Ông Macron đăng trên X rằng Pháp cam kết sâu sắc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nhưng quyền tự do được duy trì trong khuôn khổ pháp lý, cả trên phương tiện truyền thông, xã hội và trong cuộc sống thực, để bảo vệ công dân và tôn trọng các quyền cơ bản của họ. Ở diễn biến liên quan, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin cho rằng CEO Telegram đã gặp mặt tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi bị bắt ở Pháp. Trong đó, một số hãng tin ở Nga đã đưa tin về việc ông Durov nói chuyện với các quan chức cấp cao của điện Kremlin, thậm chí có một cuộc gặp kéo dài 5 phút với tổng thống Putin ở Azerbaijan. Khi được hỏi về vụ bắt giữ ở Pháp, ông Peskov nói rằng Moscow vẫn chưa biết chính xác ông Durov bị bắt vì nguyên nhân gì và từ chối bình luận thêm về vấn đề này. CEO Telegram sinh ra tại Saint Petersburg, Liên bang Nga. Năm 2006, người này đã cho ra đời mạng xã hội VK, thường được mô tả là Facebook của Nga. Năm 2013, ông cho trình làng Telegram, kênh điện tín hiện có hơn 950 triệu người dùng, hoạt động hàng tháng. Ông rời Nga vào giữa năm 2010 và chủ yếu sống ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông Durov được cấp quyền công dân Pháp vào năm 2021. Bà Kamala Harris ứng cử viên tranh cử ghế tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ và người đồng hành Tim Owens đã có cuộc phỏng vấn với Đài CNN tối ngày 29 tháng 8 theo giờ địa phương. Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh chiến dịch của bà Harris bị đối thủ là ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa chỉ trích rằng bà trốn tránh những câu hỏi khó và nấp sau lá chắn là một người năng nổ như Owens. Người phát ngôn Ian Sam của bà Harris cho biết cuộc phỏng vấn là truyền thống được thực hiện vào thời điểm diễn ra đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, Cuộc bầu cử năm 2024 không hề theo truyền thống. Bà Harris, 59 tuổi, được đánh giá là người mới, đã được đẩy lên thay thế vị trí ứng viên của tổng thống Joe Biden với tốc độ kỷ lục sau khi ông Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua. Đây là một trong những biến động lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ cho đến nay. Bà Harris chỉ có một số ít cuộc trao đổi với các phóng viên trong suốt chiến dịch tranh cử. Đây cũng là cuộc phỏng vấn đầu tiên của bà Harris kể từ đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ tại Chicago nơi chứng kiến làn sóng ủng hộ mạnh mẽ dành cho bà. Bà Harris cho biết bà sẽ bắt đầu thực hiện một số đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ và củng cố tầng lớp trung lưu ngay trong ngày đầu nhậm chức nếu chiến thắng cuộc bầu cử tháng 11. Trong số những đề xuất chính sách này có kế hoạch về nền kinh tế cơ hội mà bà đã nhắc tới từ khi bắt đầu vận động tranh cử. Phó tổng thống Mỹ mong muốn giảm giá mặt hàng thiết yếu, đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ các hộ gia đình bằng cách làm giá nhà đất phải chăng hơn phó tổng thống mỹ đang trải qua thời kỳ vàng với tỷ lệ ủng hộ tăng vọt và gây quỹ kỷ lục nhưng cũng phải đối mặt với nhiều sự soi xét vì sự mơ hồ trong các vấn đề chính sách cuộc phỏng vấn với cnn được thực hiện trong chuyến vận động tranh cử tại bang chiến trường georgia được coi là cơ hội để bà xua tan những hoài nghi này cuộc phỏng vấn được ghi hình từ trước và phát lại vào giờ vàng trong phần nội dung được cnn hé lộ trước bà harris cho biết sẽ bổ nhiệm một thành viên cộng hòa vào nội các nếu đắc cử trong khi đó cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một loạt cuộc phỏng vấn trong những tuần gần đây, bao gồm với tỷ phú Elon Musk. Ông cũng có một số cuộc họp báo phát biểu dài. Một cuộc thăm dò mới của kênh Fox News cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với bà Harris ở các bang chiến địa. Trong khi theo một cuộc khảo sát của tờ USA Today, bà dẫn trước ông Trump 5 điểm phần trăm trên toàn quốc. Vào ngày 10 tháng 9, bà Harris và ông Trump dự kiến sẽ có cuộc tranh luận tay đôi đầu tiên trên đài ABC News. Mới đây tại Mỹ Kết quả thăm dò mới nhất của tờ Wall Street Journal cho thấy Cử tri Mỹ về cơ bản Có đánh giá tích cực với Phó Tổng thống Kamala Harris Và ứng cử viên đảng Dân Chủ này Hiện dẫn trước đối thủ Donald Trump của đảng Cộng Hòa Dù khoảng cách này là si sao Trong cuộc thăm dò này Bà Harris nhận được sự ủng hộ của 48% cử tri Trong khi con số này dành cho ông Trump là 47% Còn trong một cuộc thăm dò khác có sự tham gia của những ứng cử viên độc lập và đảng thứ ba. Mức dẫn điểm của bà Harris trước ông Trump được nới rộng hơn với tỷ lệ ủng hộ là 47% so với 45%. Đây là lần đầu tiên ứng cử viên của Đảng Dân chủ dẫn trước ông Trump trong cuộc thăm dò của O'Connell kể từ khi báo này bắt đầu thực hiện vào tháng 4 năm nay. Trong cuộc khảo sát được O'Connell thực hiện hồi tháng 7, ông Trump vẫn dẫn trước bà Harris 2% về tỷ lệ cử tri ủng hộ. Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy ứng cử viên đảng Cộng hòa cho đến thời điểm này vẫn chưa thể thành công trong việc chặn đà tiến của bà Harris. Thăm dò mới nhất được Wall Street Journal thực hiện đối với 1.500 cử tri đăng ký trong thời gian từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8, tức sau khi kết thúc Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ, Wall Street Journal lưu ý biên độ sai số của cuộc khảo sát là 2,5 điểm phần trăm. Trong khi đó, cuộc thăm dò dư luận do Reuters Ipsos công bố ngày 29 tháng 8 cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với tỷ lệ 45% so với 41%. Tỷ lệ này cho thấy khoảng cách đang nới rộng giữa hai ứng cử viên khi trong cuộc thăm dò tương tự cuối tháng 7, bà Harris chỉ dẫn trước ông Trump một điểm phần trăm. Thăm dò được thực hiện trong 8 ngày, kết thúc ngày 28 tháng 8 với hơn 4.250 người Mỹ trưởng thành tham gia. Trong đó có hơn 3.562 cử tri đã đăng ký bỏ phiếu. Thăm dò có biên độ sai số là 2 điểm phần trăm. Kết quả thăm dò phản ánh cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay đã thay đổi đáng kể so với mùa hè. Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút lui ngày 21 tháng 7 và ủng hộ bà Harris tranh cử, Đảng Dân Chủ dần dần cải thiện vị thế so với Đảng Cộng Hòa trong các cuộc khảo sát toàn quốc cũng như các bang giao động đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, tại 7 bang có kết quả bầu cử xích sao hồi năm 2020, gồm Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, North Carolina, Michigan và Nevada. Ông Trump vẫn dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 45% so với 43%. Quay trở lại với tình hình căng thẳng ở Trung Đông và những diễn biến nóng liên quan đến các cuộc xung đột trong khu vực. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận họ đã tiến hành một chiến dịch chống khủng bố lớn tại các khu vực Jenin và Tulkarem ở phía bắc bờ Tây. Israel tuyên bố rằng họ đang nhắm vào những kẻ khủng bố có vũ trang tại bờ tây gây đe dọa cho lực lượng an ninh chính quyền palestine lên án cuộc tấn công của israel và cảnh báo rằng diễn biến này có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc và nguy hiểm chính quyền palestine chỉ trích sự vi phạm và tội ác của israel đặc biệt là cuộc xung đột đang diễn ra ở giải gaza và việc nhắm mục tiêu vào phía bắc bờ tây các cuộc tấn công của israel vào trại tị nạn và thị trấn ở bờ tây diễn ra gần như hàng ngày và đã gia tăng kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Nhưng quy mô của cuộc tấn công gần đây dẫn đến nhiều ý kiến băn khoăn về thời điểm và động cơ của nó. Kênh Al Jazeera đưa tin, hiện nay ở bờ Tây, các phong trào Palestine mới đã nổi lên, liên kết với các phong trào đã thành lập, nhưng phát triển chiến lược riêng của họ chống lại sự chiếm đóng của Israel. Vào ngày 19 tháng 8, một vụ đánh bom cảm tử ở Tel Aviv do Hamas nhận thực hiện cùng phong trào Islamic Jihad dường như làm dấy lên lo ngại trong cơ quan an ninh Israel. Cảnh sát và cơ quan an ninh nội địa Israel đã nhận diện nghi phạm thực hiện vụ đánh bom là một công dân ở Nablus, bờ Tây. Các tay súng Palestine đã thực hiện hàng loạt vụ đánh bom cảm tử ở Israel trong những năm 1990 và 2000, sát hại hàng trăm người, đồng thời khiến Israel phải trả đũa bằng các cuộc tấn công. Nhưng Hamas và các nhóm khác hầu như đã từ bỏ chiến thuật này. Thay vào đó, thực hiện tấn công bằng xe hơi và bắn rocket từ Gaza. Do đó, nhà phân tích chính trị Abdan Jawad Oma tại thành phố Ramallah, bờ Tây, nhận định về vụ đánh bom ngày 19 tháng 8. Đây là tín hiệu cho thấy người Palestine ở bờ Tây trong các nhóm bí mật đang tiến tới hành động tấn công nhiều hơn. Điều này có thể khiến lực lượng Israel cảm thấy cần phải có chiến lược tấn công chủ động hơn. Ngoài ra, cuộc tấn công bờ Tây diễn ra khi mọi thứ lắng xuống trên một mặt trận khác của Israel. Ngày 25 tháng 8, Israel đã tấn công phủ đầu Hezbollah. Phong trào Hezbollah cùng ngày cho biết, họ đã phóng 340 quả rocket và thiết bị bay không người lái vào căn cứ quân sự của Israel. Sau khi đọ hỏa lực với Israel, lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã phát biểu trên truyền hình. Phóng viên Zeina Khot của kênh Al Jazeera thường trú tại Beirut nhận định, phát biểu của ông Nasrallah cho thấy thông điệp rõ ràng từ Hezbollah rằng việc trả đũa liên quan đến vụ ám sát chỉ huy quân sự Fuashuk đã kết thúc và đạt được mục đích. Tình hình ở biên giới Liban đã lắng dịu, nhưng cuộc chiến của Israel ở Gaza vẫn tiếp diễn. Một số nhà phân tích tin rằng cuộc tấn công ở bờ Tây đã được thúc đẩy bởi các chính trị gia cánh hữu, những người có quyền lực và ảnh hưởng ngày càng tăng trong xã hội Israel. Đứng đầu nhóm này là Bộ trưởng An ninh Nội địa Itamar Ben Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich. Họ đang thúc đẩy Israel tiến xa hơn ở bờ Tây. Tuyên bố của Ngoại trưởng Israel Israel Kass rằng Israel nên di dời người Palestine sống ở phía bắc bờ Tây đã làm dấy lên thêm lo ngại về vấn đề này. Các nhà phân tích nhận định rằng cuộc chiến của Israel trên nhiều mặt trận có khả năng sẽ tiếp diễn. Các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza đã gặp phải trở ngại. Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở Liban và cuộc tấn công mới nhất này là sự leo thang ở bờ Tây vốn đã âm ỉ. Theo Reuters, Iran vẫn tiếp tục làm giàu uranium ở mức cao và không cải thiện sự hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, dẫn các báo cáo của IAEA, Reuters thông tin thêm, thời gian gần đây, ngoại giao hạt nhân phần lớn đã bị đình trệ do cuộc bầu cử tổng thống Iran vào tháng trước và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ dự kiến vào tháng 11 tới. Một trong hai báo cáo quý bí mật của IAEA gửi tới các quốc gia thành viên cho biết Tổng giám đốc IAEA, Rafael Grossi, bày tỏ hy vọng rằng cuộc trao đổi ban đầu của ông với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ được tiếp nối bằng chuyến thăm sớm tới Iran và thiết lập một cuộc đối thoại cởi mở, mang tính xây dựng, nhanh chóng dẫn đến những kết quả cụ thể. Theo các báo cáo trong quý vừa qua, không có tiến triển nào về một số vấn đề tồn tại lâu dài đã làm xấu đi mối quan hệ giữa IAEA và Tehran trong đó có việc Iran không chấp nhận một số thanh sát viên có kinh nghiệm của IAEA tiến hành hoạt động nguy hiểm ở nước này và Cộng hòa Hồi giáo không giải thích được dấu vết uranium tại các địa điểm không được công bố. Đồng thời, Iran đã bổ sung thêm các cụm máy ly tâm, máy tinh chế uranium tại các địa điểm làm dầu uranium chính ở Natanz và Fordow. Vào tháng 5, Iran đã tăng thêm kho dự trữ uranium được làm dầu đến mức gần cấp độ vũ khí. Tính đến ngày 11 tháng 5, Iran có 142,1 kg uranium được làm giàu lên tới 60%, chỉ cần một bước tiến ngắn về mặt kỹ thuật để đạt mức 90% cấp độ vũ khí, tăng 20,6 kg kể từ báo cáo cuối cùng của IAEA vào tháng 2. Lượng uranium đã làm giàu của Iran thời điểm đó ở mức 6.201,3 kg, tăng 675,8 kg. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này nhằm mục đích hòa bình nhưng người đứng đầu IAEA, Rafael Mariano Grossi đã cảnh báo rằng Tehran có đủ uranium được làm giàu để chế tạo một số bom hạt nhân chiến thuật. Căng thẳng gia tăng giữa Iran và IAEA kể từ năm 2018 khi tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân của Tehran với các cường quốc thế giới JCPOA. Kể từ đó, Iran đã từ bỏ mọi giới hạn mà thỏa thuận đặt ra cho chương trình của mình và nhanh chóng đẩy mạnh làm giàu uranium chương trình hạt nhân cũng như các vấn đề quốc gia ở Iran đều nằm dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei và điều đó có thể sẽ không thay đổi sau vụ tai nạn máy bay trực thăng khiến Tổng thống và Ngoại trưởng nước này thiệt mạng. Mới đây, ông Abdul Malik Al-Houthi, thủ lĩnh lực lượng Houthi tại Yemen thông báo, lực lượng hàng hải tuần này thực hiện một số chiến dịch quan trọng, trong đó có đột nhập tàu Sonian nói thêm rằng con tàu đã vi phạm lệnh cấm của nhóm về việc vận chuyển hàng hóa đến các cảng của israel ông cho biết chiến dịch do hai tổ đội tiến hành và được chia thành hai giai đoạn bao gồm phá hủy hàng hóa trên tàu và gai min làm nổ tung phương tiện lãnh đạo houthi nhấn mạnh đây là một chiến dịch táo bạo video do nhóm vũ trang đăng cho thấy các tay súng houthi đột nhập lên sonian khi tàu dầu đang đứng yên và toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn đã sơ tán một số đám cháy bùng lên ở trên bong tàu sau khi nó bị Thi tập kích bằng tên lửa máy bay không người lái uav các ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt khi video chuyển sang cảnh quay vào ban ngày một tay súng houthi gài mìn trên bong tàu cảnh quay từ xa cho thấy nhiều vụ nổ xảy ra đồng loạt trên tàu tạo ra các cột khói đen bốc cao lên bầu trời tàu chở dầu sonian thuộc sở hữu của công ty delta tankers hy lạp vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn và làm hư hỏng nghiêm trọng khoang máy, khiến con tàu mất khả năng di chuyển và phải neo đậu tại vùng biển giữa Eritrea và Yemen. Tàu Sonian chở theo khoảng 1 triệu thùng dầu thô và trôi giạt mất kiểm soát trên biển từ sau khi trúng hỏa lực hạng nhẹ của Houthi hôm 21 tháng 8 ở ngoài khơi thành phố cảng Hodeida của Yemen. Thủy thủ đoàn trên Sonian đã rời tàu. Chưa rõ tình trạng hiện nay của tàu Sonian, việc Houthi kích nổ bom trên bong tàu Khiến việc giải cứu con tàu trở nên khó khăn hơn nhiều, dù trước đó xuất hiện thông tin rằng hầu thì đã đồng ý với yêu cầu tạm ngừng tấn công trên biển đỏ để tàu cứu hộ các nước tiếp cận tàu dầu Sonian. Lực lượng Aspis cho biết nhiều đám cháy đang xảy ra ở các vị trí khác nhau trên bong chính của tàu, song chưa xuất hiện sự cố tràn dầu, con tàu đang neo đậu và không bị trôi dạt. Lực lượng này đang phối hợp với giới chức châu Âu và các nước láng giềng để ngăn chặn nguy cơ xảy ra thảm họa môi trường thảm khốc. Từ tháng 11 năm 2023, Houthi đã thực hiện các vụ tấn công nhắm vào các tàu thuyền có liên quan đến Israel ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Liên quân Mỹ-Anh đã đáp trả bằng những cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen từ giữa tháng 1 năm nay để ngăn chặn tình trạng gián đoạn trên các tuyến hàng hải quốc tế. Điều này đã khiến Houthi mở rộng mục tiêu đối với các tàu thương mại và quân sự của cả Mỹ và Anh ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.